Như vậy vùng thấp của chúng ta là một cái vùng thuộc về ở vùng trí trên, và chúng ta cũng biết đây là cái đoạn đầu tiên mà khi hệ thống từ động mạch dưới đòn khi nó đi xuống đi vào trong vùng thấp thì nó sẽ được đổi tên thành cái động mạch tắc, đúng không ạ? À, động mạch trí trên thành động mạch tắc. Thì như vậy trong cái vùng thấp của chúng ta thì nó được cấu trúc giống như một cái hố, người ta gọi là cái hố nách. À, cái hố nách. Thì cái hố này nó gần giống như một cái hình tháp, tháp. Nó gồm có một đỉnh, một đáy và chúng ta gồm có bốn cái thành. À, đỉnh chính là cái họng nách mà chúng ta thấy. À, đỉnh chính là họng nách mà chúng ta thấy. Còn đáy chính là tổ chức da và tổ chức dưới da mà chúng ta đang sờ vào. Và chúng ta có bốn cái thành tương ứng. Thì thành ngoài nó sẽ được tạo bởi chính là từ tổ chức xương của vùng cánh tay. Tương ứng chúng ta chính là xương của vùng cánh tay. Cái tổ chức cơ vùng cánh tay trước đó là cơ nhị đầu, cơ quạt cánh tay, và một cái cơ vùng cánh tay sau đó là cơ cơ delta. À, thành thứ hai chúng ta có đó là thành trong. Thành trong như vậy chính là cái lồng ngực của chúng ta đó. Như vậy cái lồng ngực đó đang được tạo bởi chính là từ các xương sườn và các tổ chức cơ gian sườn và các cơ cơ răng hay cơ răng trước. Thành thứ ba chúng ta có là thành trước. Thành trước đó chính là sự bao phủ của cái cơ của thành ngực. Trong đó chúng ta có cái cơ ngực lớn, cơ ngực bé, cơ dưới đòn và một phần của cơ cơ quạt cánh tay. À, trước. Và như vậy chúng ta cũng có thể đoán là còn lại cái nhóm cơ ở phía sau đó chính là cơ và nhóm của thành ngực sau, đúng không ạ? Thành sau. Như vậy thành sau đó chính là cái tổ chức cơ dưới vai, cơ trên gai, cơ dưới gai, cơ tròn lớn, cơ tròn bé và cái độ dài của cơ tam tam đầu cùng với các cơ của vùng lưng đi lên, người ta hay gọi là cái nhóm cơ chi trên đối với cuộc sống đó, gồm có cơ thang và cơ liên rộng mà đến gắn vào trong trong cái phần chi trên, thì nó cũng tham gia tạo chúng ta được thành sau của hố hố nách. Như vậy chúng ta có bốn thành, ta nhớ nhé: thành ngoài, thành trong, thành trước và thành sau, với sự góp mặt của các tổ chức cơ và tổ chức xương mà chúng ta vừa nói. Bây giờ chúng ta sẽ vào mô tả một chút về các thành này. Nhất chúng ta đang nhìn được đây chính là cơ dị đầu của thành ngoài. À, thì chúng ta sẽ có cơ dị đầu, như chúng ta biết là sẽ để làm cơ mà cũng có hai đầu, đầu dài và đầu ngắn. À, đầu dài chúng ta đang có nguyên ủy đang được bám vào vào củ trên ổ chảo, đúng không ạ? Củ trên ổ chảo. Và chúng ta có đầu ngắn đang được bám vào mỏm mỏm quả. À, mỏm quả. Và hai cái cơ này nó sẽ tạo thành một cái gân cơ chung, chúng ta gọi là gân cơ nhị đầu. Thì gân cơ nhị đầu này sẽ được đến bám vào lồi cụ quay, à, lồi quay đúng không? À, lồi cụ quay. Và chính vì khi nó bám vào lồi cụ quay như vậy, thì động tác của cơ này khi nó co, thì nó sẽ kéo được cái vùng cánh tay chúng ta lên, à, cho chúng ta được động tác chính là gấp cái vùng cánh tay, à, vùng cánh tay. Như vậy đó là cơ đầu tiên của thành ngoài chúng ta đã biết, đúng không? Cơ nhị đầu. À, cơ thứ hai chúng ta có nhìn được ở thành ngoài đó, chúng ta nhìn được đây chính là vùng của cơ quạt cánh tay đây. À, nó cũng tham gia được tạo lên chúng ta phần của thành 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 ngoài. À, và chúng ta cũng tạo được một phần chủ yếu chúng ta cũng thấy là một phần của cả thành thành trong. À. Thì cơ quạt cánh tay do nó bám vào một phần đất cho nó dễ nhớ, chúng ta thường hay nói là một phần hai trên trong, đúng không ạ? Cho nên cái nguyên ủy của nó sẽ bám ở mỏm quả và bám tận chỉ là một phần hai hoặc là một phần ba trên trong của phần xương cánh tay. Vì vậy động tác của nó cũng vậy, chúng ta nâng được cánh tay chúng ta lên và kéo cánh tay chúng ta vào trong, khép cánh tay. Đây chính là cơ delta. Cơ delta chúng ta đã biết đây là một cái cơ và nó có cái nguyên ủy, nó đi vòng quanh xung quanh cái trọng vai của chúng ta, cho nên nó sẽ bám vào ở cả xương đòn, gai vai và cái mỏm cùng vai ở cả ba chi tiết. Và nó đến bám tận chính là ở vào vào đâu à? Vào lồi cụ delta, đúng không? Ở mặt trước ngoài của xương cánh tay. Cho nên khi cơ delta nó co, chúng ta cũng có thể đoán được động tác của nó là làm gì ạ? Nó sẽ kéo được cánh tay chúng ta ra ngoài, động tác giang cánh tay và kéo cái vai chúng ta lên trên, lên vai. Như vậy chúng ta đã có được đó là động tác của cơ cơ delta, và chúng ta cũng biết được cơ delta này được vận động chi phối bởi một cái thần kinh rất quan trọng, đó là thần kinh nách. À, thần kinh nách xuất phát từ đâm rơi cánh tay, thần kinh nách. Chính vì vậy trong những trường hợp chúng ta bị tổn thương thần kinh nách thì chúng ta thường bị teo cái cơ delta này và chúng ta mất cái động tác giang cánh tay.
Và bên vai, bên vai. Chúng ta sang chút xíu chỉ về phần toàn sau. mặt chứ xỉu thôi mà nó dễ vào trùng nhiều với có tí sầu thấu có tí giống mít dễ chứ bên tắt mic nhé à. Về thành trong, về thành trong chúng ta sẽ có được cấu tạo đó chính là các tổ chức xương sườn như là chúng ta nói và các tổ chức cơ răng nha, cơ răng thì như chúng ta đã nhìn được đây là các xương sườn và các cơ răng, đây chính là cơ răng trước, cơ răng trước thì cơ răng trước đang bám vào các sụn sườn ở các xương sườn đầu tiên đây, xương sườn đầu tiên và nó sẽ đến bám tận và ở mặt trước của xương vai, mặt trước của xương vai. Cho nên động tác của cơ răng trước này như chúng ta thấy nó sẽ giúp chúng ta nâng được lồng ngực lên và kéo xương vai ra trước, nâng lồng ngực và nếu chúng ta cố định chúng ta sẽ thấy được nó kéo xương vai ra trước, nó tham gia được cho chúng ta vào động tác hô hấp đúng không ạ? Hô hấp. À, đối với thành trước chúng ta đang nhìn được đây chính là cơ ngực lớn. Thì cơ ngực lớn bản thân của nó là một cái cơ rất lớn của thành ngực trước và nó được cấu tạo bởi ba cái bó cơ. Chúng ta có tên gọi đó là bó đòn, bó đòn, bó ức và bó thẳng bụng. Bó đòn, bó ức và bó thẳng bụng. Thì chúng ta đã thấy được ở đây là cái bó bó đòn vì nó bám vào xương đòn đúng không ạ? Cho nên chúng ta gọi là bó đòn. Bó thứ hai gọi là bó ức vì nó bám vào xương ức và bó thứ ba thì gọi là bó thẳng bụng. Bó thẳng bụng vì nó bám vào tổ chức bao thẳng, bao thẳng bụng đúng không ạ? Bám vào bao thẳng bụng. Cho nên chúng ta nói gồm có ba bó là như vậy với tên gọi là bó đòn, bó ức và bó thẳng bụng. Cơ này là cơ rất lớn của thành ngực trước. Và sau đó ba cái bó này sẽ tạo thành một cái gân chung đến bám vào ở ở đâu đấy hả? Ở rặn giang cũ đúng không ạ? Bám vào ở rặn giang cũ. Rặn giang cũ. Và vì vậy nếu chúng ta có thể hình dung khi cơ này nó co thì nó chắc chắn sẽ kéo cái tay chúng ta vào trong và nó hơi xoay tay chúng ta vào trong. Chúng ta có động tác chính là khép và xoay trong của cánh tay. À, khép và xoay trong của cánh tay. Như vậy đó là của cơ ngực, ngực lớn. Và như chúng ta thấy, nếu chúng ta cắt cái cơ ngực lớn này ra, chúng ta nhìn xuống dưới, chúng ta sẽ thấy được cái lớp thứ hai, đó là cơ ngực bé. Và nó cũng tham gia vào thành trước, để cơ ngực bé đây. Như vậy, cơ ngực bé đã có nguyên ủy, thì chúng ta thấy đã được bám vào các tổ chức sụn sườn. Sụn sườn, đây là các sụn sườn 3, 4 và 5. Đúng không ạ? 3, 4 và 5. Và bám tận, thì chúng ta lại biết là bám tận vào mỏm, mọc quả, đúng không? Bám tận vào mọc quả. Cho nên là khi cơ này nó co, rõ ràng nó kéo được xương vai chúng ta xuống hoặc nó nâng lồng ngực chúng ta lên cũng để tham gia vào động tác hô hấp. Chúng ta nhìn một chút, đó là các tổ chức cơ tiếp theo là cơ dưới đòn. Thì cơ dưới đòn chúng ta đã thấy rất là dễ nhớ vì nó liên quan tới xương đòn vào tổ chức nó rặn dưới đòn, đúng không ạ? Nó bám vào tổ chức rặn dưới đòn và bám tận mặt trên của các xương sườn. Chúng ta sang tới cái phần tiếp theo đó là nhóm cơ ở thằng sau. Ở thằng sau thì đối với nhóm cơ của thằng sau, nhóm cơ của thằng sau thì chúng ta sẽ có đó là những cái cơ liên quan ở cái vùng vùng vai, vùng vai như là chúng ta nói. Thì chúng ta sẽ gồm có các nhóm cơ đây chính liên quan ở thành sau, chủ yếu là các cơ dưới vai, cơ dưới gai, cơ trên gai, cơ tròn lớn, cơ tròn bé như chúng ta đã mô tả ban đầu. Bây giờ chúng ta sẽ mô tả một chút hình ảnh của các cơ này. Đây chính là cơ trên gai bị bám vào ở hố trên gai, đúng không ạ? Đây là cơ dưới gai bám vào cái hố dưới gai và chúng ta thấy nó bám tận của nó chính vào cái cụ gì đây, vào cả cái cụ lớn của xương cánh tay. Cho nên chính là cái cơ trên gai và cơ dưới gai này, động tác của chúng ta cũng đều có chung một động tác chính là dạt và xoay ngoài được cánh tay. Dạt và xoay ngoài được cánh tay. Cơ thứ ba chúng ta nhìn được đây chính là tổ chức cơ tròn bé. Cơ tròn bé này đã được bám chủ yếu chính là từ ở cái bờ này, xin lỗi em, đây là bờ, không phải là bờ ngoài nhé, là bờ trong của xương vai, chủ yếu bờ trong xương vai và được bám vào ở cụ lớn. Động tác chúng ta chính là chúng ta dạng và được cái xoay ngoài của cánh tay. Cơ thứ
năm chúng ta nhìn được là cơ tròn lớn, cũng tương tự bán từ ở một phần tư dưới bờ trong xương vai, để tôi ghi nhầm nhé, bờ trong của xương vai chúng tôi sẽ sửa lại, và nó đến bám tận vào chính ở cái tổ chức rặn da cũ, rặn da cũ. Thì các cơ tròn lớn, cơ tròn bé này sẽ tham gia cùng với cái đầu dài cơ tam đầu chúng ta thấy đây, đầu dài cơ tam đầu, để tạo thành một cái chi tiết ở vùng vùng vai, người ta gọi là các lỗ ở vùng vai và mặt sau. Nếu chúng ta nhìn được đây là cơ tròn lớn, cơ tròn bé, đây là đầu dài của cơ tam đầu, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ thấy nó đang chéo vào nhau và tạo thành những cái khoảng trống, chúng ta gọi là các lỗ ở vùng vùng vai, đây, vùng vai. Đây là cơ ở mặt trước của xương vai, chính là cơ dưới vai, nằm trong cái hố dưới vai, đúng không ạ? Trong hố dưới vai. Bây giờ chúng ta nhìn một chút, đây là các cơ thang và cơ lưng rộng cũng tham gia vào thành sau. Đây theo em thấy thì chính là cơ thang, đúng không ạ? Vì nó gần những hình thang. Thì nguyên quyền của nó, như chúng ta biết, chúng ta được gọi tên nó là nhóm cơ chi trên đối với cuộc sống. Cho nên nguyên quyền của nó sẽ được bám chủ yếu vào tổ chức của cuộc sống, ha, đúng không? Thì người ta bám chủ yếu vào từ các mọng gai của đốt sống cổ 1 cho tới đốt thứ 12 đây. Và đồng thời, nó bám ở trên vào tới cái phần của xương chậm, chính là vào cái ụ chậm ngoài, ha, ụ chậm ngoài. Và khi đến bám tận, thì chúng ta thấy nó bám tận vào ở xương gì đó, đó chính là xương, xương đòn, đúng không? Xương đòn. Và ra cái mọng cùng vai và gai vai, ha, xương đòn, mọng cùng vai và gai vai. Vì vậy cái cơ thang này cũng là một cái cơ mà giúp chúng ta kéo được cái xương vai ra sau, giúp chúng ta nâng được cái lồng ngực, ưỡn ngực, ngực, đồng thời nó cũng giúp chúng ta tham gia được cái động tác để nâng cái lồng ngực. Cái cơ tiếp theo chúng ta nhìn được đây chính là cơ lưng rộng. Đây là một cơ rất lớn ở cái vùng lưng, lưng, và chúng ta thường thấy những người tập thể dục thể hình đó, họ hay tập cơ này làm cho khi chúng ta nhìn từ sau tới cái vùng lưng chúng ta giống như cái chữ V, chữ V, cơ này rất to, và vì vậy nó cũng được ứng dụng rất nhiều sau này trong vấn đề phẫu thuật tạo hình. Người ta thường dùng những cái vạt da có cái cơ lưng rộng này để ghép vào những cái vùng khác bị mất, khuyết da, khuyết da hoặc khuyết những cái tổ chức ở trên cơ thể chúng ta. Thì cơ lưng rộng này nó cũng vậy, có nguyên ủy của nó thì được bám từ ở các mọng gai của cái đốt sống, ở đây chính là của cái đốt sống ngực sau cho tới vị trí của cả xương cùng. À, xương cùng. Và tương tự chúng ta thấy nó cũng đến bám tận vào ở rặn gian cũ, bám tận vào ở rặn gian cũ và đến bám. Thì như vậy chúng ta đã thấy được đó chính là cái cơ lưng rộng, cơ lưng rộng bám tận vào ở rặn gian cũ. Như vậy chúng ta đã thấy được đó là toàn bộ các cơ mà tham gia được cái vùng ở cái hố đất để tạo nên cái thành trước, thành trong, thành sau và thành ngoài của cái hố đất. Đem về xem lại tất cả những cái tổ chức cơ này nha, tham gia vào các động tác của vùng chi trên, này vùng chi trên. Đây còn lại chúng ta một cái cơ chúng ta chưa mô tả, đó là cơ tam đầu, đúng không? Thì cơ tam đầu được gọi là cơ tam đầu vì nó có mấy cơ đầu, ba đầu, đúng không ạ? Chúng ta gọi là đầu dài của cơ tam đầu. Thì đầu dài cơ tam đầu có nguyên ủy được bám vào cụ dưới ổ chảo, đúng không ạ? Còn lại hai đầu là đầu trong và đầu ngoài. Thì hai đầu này đều có nguyên ủy được bám vào mặt sau của thân xương cánh tay. À, mặt sau của thân xương cánh tay. Và ba cái đầu này sẽ tạo thành một gân cơ chung. Chúng ta gọi là gân cơ tam đầu cánh tay. Thì gân cơ tam đầu cánh tay này đến bám vào chi tiết gì? Em còn nhớ không ạ? Đến bám vào mõm quả nhé. À, xin lỗi, đến bám vào mõm khuỷu của vùng khuỷu tay. Chính là vùng đầu trên của xương trụ. Chúng ta vào một cái mõm khuỷu của xương trụ. Chính vì vậy khi cơ tam đầu nó co, thì nó sẽ kéo được cái cẳng tay chúng ta ra. Động tác duỗi cẳng tay. Đúng không ạ? Động tác duỗi từ vùng cẳng tay. Như vậy chúng ta đã thấy được đó chính là cái thành phần tất cả các cơ của vùng hố nách. Thì những cái cơ này khi em học rồi đó, thì sang phần sau khi em học tới các cơ của thành bụng, cơ của thành ngực, thì em sẽ đỡ phải học lại vì em sẽ đã nắm rồi, phải nắm được những cơ này. Và chút nữa khi em sang tới cái phần cơ của vùng cánh tay,
thì mẹ cũng sẽ khỏi cần nhắc lại cơ nhị đầu, cơ quả cánh tay và cái cơ đệm tam ở phía cơ tam đầu ở phía sau. Và thì chúng ta cũng đã học trong bài phương này rồi. Rồi như vậy đó là cấu trúc của vùng hố nách. Và nếu chúng ta nhìn trên hình ảnh này, như là chúng ta nói, đây chính là cơ tròn tròn lớn, đây là độ dài cơ tam đầu, và đây chính là thân xương cánh tay. Và nó đang tạo được chúng ta, đây chính là có hai cái lỗ đây. Một cái lỗ ở trên được tạo bởi, đây chính là lỗ tứ giác vai tam đầu. Lỗ tứ giác vai tam đầu này sẽ được tạo bởi từ cơ tròn bé. Đây, chúng ta nhìn được đây, cơ tròn bé, cơ tròn lớn, đầu dài cơ tam đầu và cái độ ngoài cơ tam đầu. Đây, lỗ tứ giác. Vì được gọi lỗ tứ giác và chúng ta thấy rõ là nó có bốn cái cạnh. Thì lỗ có đi qua lỗ tứ giác này, chúng ta sẽ có động mạch mũ, cánh, tay, sâu. Động mạch mũ, cánh, tay, sâu. Sâu trước, động mạch mũ, cánh, tay, sâu. Đi cùng với thần kinh nách. Chúng ta nhắc lại, đi qua lỗ tứ giác vai tam đầu, có động mạch cánh, tay, sâu, động mạch mũ, cánh, tay, sâu và thần kinh nách đi qua. Từ đó nó đi ra để vận động cho cái vùng cơ delta để chúng ta nói. Còn ở phía dưới lỗ tứ giác, chúng ta có một cái lỗ tam giác, thì gọi là lỗ tam giác cánh tay tam đầu, đang được tạo bởi từ cơ tròn lớn, độ dài cơ tam đầu và cái xương cánh tay. Thì đi qua lỗ tam giác cánh tay tam đầu, chúng ta đang có động mạch cánh tay sâu. Động mạch cánh tay sâu đi cùng với thần kinh quay. Động mạch cánh tay sâu là nhánh của động mạch cánh tay. À, chúng ta nhớ nhé. Động mạch cánh tay sâu chính là nhánh của động mạch cánh tay. Đây là động mạch lớn nhất của động mạch cánh tay. Và nó đi cung cấp máu cho các cơ của cánh tay. Thần kinh đi cùng với nó được gọi tên là thần kinh quay, xuất phát từ đám trôi cánh tay. Và như chúng ta đã biết học trong bài xương của cánh tay, thì ở phần mặt sau của thân xương cánh tay có rạch thần kinh quay, đúng không ạ? Nơi có động mạch cánh tay sâu và thần kinh quay đi qua. Như vậy chính là nơi khi mà nó đã đi qua được cái lỗ tam giác vai tam đầu, tam giác cánh tay tam đầu, thì nó sẽ đi tiếp tục vào trong rạch thần kinh quay để đi ra mặt sau của vùng cánh tay. Bây giờ chúng ta đã giải quyết được xong đó là cái cấu trúc của cái hố nách. Bây giờ chúng ta đi vào tham khảo và xem những thành phần nó nằm trong hố nách gồm có những thành phần gì. Thì thành phần đầu tiên nằm trong hố nách quan trọng chúng ta cần quan tâm đến đó là đám rối cánh tay. Đám rối cánh tay. À, chúng ta học đại cương, chúng ta đã biết là phần thần kinh chúng ta sẽ gồm có mấy phần? Ba phần: thần kinh trung ương, thần kinh ngoại biên và thần kinh thực vật. Trong đó thần kinh ngoại biên chúng ta sẽ bao gồm có 12 đôi thần kinh sọ và các 31 đôi thần kinh gai, đúng không ạ? Thì các đôi thần kinh gai nó sẽ đi qua những cái lỗ chúng ta gọi là lỗ gian, đốt, sống. Và từ đó nó chia những cái nhánh trước, nhánh sau để đi ra tạo thành những đám rối để chi phối vận động, cảm giác cho vùng cổ, người ta gọi là đám rối cổ. Chi phối cảm giác vận động cho chi trên, đám rối cánh tay. Chi phối cảm giác vận động cho vùng chi dưới, đám rối thần kinh thắt lưng, đám rối cùng, đúng không ạ? Đám rối cùng. Thì như vậy đám rối cánh tay cũng chính là một phần của các nhánh của thần kinh gai, ra từ tụy gai. Thì nó được tạo bởi chủ yếu từ các nhánh của 4, của 5, của 6, của 7, của 8 và ngực 1. Là chúng ta có thắc mắc tại sao chúng ta có cổ 8 không ạ? Tụy cổ 8 không ạ? Chúng ta chỉ có 7 đốt sống, đúng không ạ? 7 đốt sống. Nhưng thần kinh đi ra do nó đi ở giữa các đốt sống. Chúng ta có cái bài toán trồng cây đó. Vì thần kinh nó đi ra ở giữa các đốt sống, cho nên chúng ta sẽ có 8 đôi thần kinh gai. 8 đôi thần kinh gai đi ra ở khoảng 7 cái đốt sống. Do có các nhánh giữa phía trên và phía dưới của đốt sống. Cho nên chúng ta nhớ là có cái tụy của 8 ở đây nha. Sau đó, các nhánh này nó sẽ được dính lại với nhau, hợp lại với nhau, để tạo thành cái thành phần đầu tiên của đám rối cánh tay, chúng ta gọi là phần thân. Và như vậy chúng ta sẽ gồm có 3 cái thân. Thân trên được tạo bởi chính là từ cổ 4, cổ 5 và cổ 6. Thân giữa được tạo bởi chính là từ cổ 7. Và thân
dưới được tạo bởi từ cộng 8 và ngược 1. Cộng 8 và ngược 1. Thân dưới được tạo bởi từ cộng 8 và ngược 1. Như vậy chúng ta sẽ có ba ba cái thân: trên, giữa và dưới. Từ thân thì tiếp tục chúng ta đang thấy nó tách ra làm hai. Chúng ta gọi là hai cái ngành: ngành trước và ngành sau. Ngành trước và ngành sau. Trong đó ngành trước của thân trên và ngành trước của thân giữa nó cũng lại hợp lại với nhau để tạo thành chúng ta một cấu trúc thứ ba của đám đôi cánh tay, chúng ta gọi là bó. Và như vậy đó chính tạo thành cái bó ngoài. Như vậy chúng ta nhắc lại, ngành trước của thân trên và ngành trước của thân giữa sẽ hợp lại tạo thành bó ngoài. Ngành trước của thân dưới sẽ tạo thành chúng ta được cái bó trong. Và như vậy chúng ta thấy còn lại ba cái ngành sau, đúng không? Ba ngành sau. Thì ba ngành sau sẽ dính lại với nhau để tạo cho thành chúng ta được cái bó sau. Tạo thành chúng ta được chính là cái bó sau. Nè, bó sau. Bó sau. Như vậy cấu trúc của đám đuôi cánh tay thì nếu chúng ta nhớ có ba mức độ, đó là phần thân, phần ngành và phần bó như chúng ta vừa mô tả. Và đó cũng là lý do trong những trường hợp mà nếu chúng ta bị các bệnh lý từ các cột sống, ví dụ chúng ta có gai cột sống, bị thoái hóa cột sống, bị thoát vị đệm, vân vân, thì nó đều chèn ép vào những cái lỗ chân đốt sống. Và từ đó nó sẽ chèn ép vào các nhánh thần kinh đi ra, gây ra chúng ta bị mất vận động hoặc mất cảm giác cho cả chi trên, làm teo cơ của chi trên. Chúng ta sẽ rất là khó chịu, đúng là không làm được các động tác như chúng ta thường sử dụng. Bây giờ chúng ta sẽ thấy là từ những cái bó này của đám đuôi cánh tay, nó sẽ tạo chúng ta thành những cái nhánh tận cùng để đi ra chi phối vận động và cảm giác cho chi trên. Thì chúng ta xem những cái nhánh đó là nhánh gì. Đầu tiên chúng ta nhìn vào bó ngoài. Thì từ bó ngoài nó tách cho chúng ta làm hai nhánh. Một được gọi là thần kinh cơ bì. Nhánh thứ hai được gọi là rễ ngoài của thần kinh giữa. Được gọi là rễ ngoài của thần kinh giữa. Được gọi là rễ ngoài của thần kinh giữa. Và nhánh tiếp theo chúng ta thấy xuất phát từ bó sau. Bó sau. Thì từ bó sau chúng ta sẽ có hai nhánh tận cùng. Một chúng ta gọi là thần kinh nách như chúng ta vừa học ha. Thần kinh thứ hai đó chính là thần kinh quay, thần kinh nách và thần kinh quay. Và như vậy còn lại cái bó trong sẽ cho chúng ta bốn nhánh tận cùng. Một đó là thần kinh trụ. Hai là rễ trong của thần kinh giữa. Ba là thần kinh bì cẳng tay trong. Và thứ tư, thần kinh bì cánh tay trong. Khi chúng ta nghe cái tên có chữ bì, chúng ta đoán được những cái thần kinh này sẽ có chức năng về cảm giác, đúng không ạ? Vì nó sẽ ở da. Bây giờ chúng ta sẽ đi khảo sát cái thần kinh này khi ở trong hố nách một chút. Trước khi để tìm thấy được liên quan, chúng ta nói luôn thành phần thứ hai mà chúng ta thấy được ở trong hố nách, đó là động mạch nách. Thì như chúng ta đã biết, động mạch dưới đòn chúng ta gồm có hai cái động mạch dưới đòn bên phải và bên trái, đúng không? Với sự xuất phát khác nhau, đó là động mạch dưới đòn bên phải thì được xuất phát từ động mạch thân cánh tay đòn, động mạch dưới đòn trái thì được xuất phát từ đâu ạ? Từ cung động mạch chủ, đúng không ạ? Từ cung động mạch chủ. Tuy nhiên, động mạch dưới đầu phải và dưới đầu trái đều đi qua được điểm chữa của mặt dưới xương đòn và đi vào vùng chi dưới, được đổi tên thành động mạch, xin lỗi, của chi trên và đổi tên thành động mạch chi trên. Thì đoạn đầu tiên của nó chính là động mạch nách, đúng không ạ? Động mạch nách. Thì khi động mạch đi trong hố nách thì nó nằm trong hố nách, chắc chắn nó sẽ liên quan với các thành phần của thành của hố nách rồi, nhưng đồng thời nó sẽ có đi cùng với một cái tĩnh mạch, đó là tĩnh mạch nách nha, tĩnh mạch nách. Và nó có liên quan rất chặt chẽ với cái đám rối cánh tay, với các nhánh của thần kinh. Thì khi đi ở trong vùng hố nách thì chúng ta cũng lưu ý, thì nó sẽ có được cái cơ ngực bé chia cái động mạch nách làm ba cái đoạn liên quan: một đoạn nằm phía trên của động mạch nách, một đoạn nằm phía sau, xin lỗi, phía trên của cơ ngực bé, một đoạn phía sau của cơ ngực bé, và đoạn nằm phía dưới của cơ ngực bé, thì là nó sẽ đi ra có được cái cơ ngực bé bắt chéo ở phía trước.
thì người ta thấy rằng ở từng cái đoạn liên quan như vậy thì nó sẽ thấy thần kinh nó có những cái liên quan với động mạch ngực, động mạch mắt này. Thì người ta thấy rằng trên cái ngực bé thì tất cả các nhánh của thần kinh đều nằm ở phía ngoài của động mạch. Đến ở đoạn sau cái ngực bé thì các nhánh xuất phát từ các bó thì nó sẽ bao xung quanh lấy cái động mạch. Theo thứ tự chúng ta có là ví dụ như bó trong thì ở trong, bó sau thì ở sau. Và đến ở cái đoạn dưới cái ngực bé, khi đã tách ra được các nhánh tận cùng thì các nhánh này nó đi xa dần ra khỏi cái động mạch, xa dần khỏi động mạch để đi vào các vùng của chi chi trên. Và đặc biệt đi cùng với động mạch xuyên suốt từ vùng thắt cho tới tận cái vùng bàn tay, chúng ta có một cái động mạch đi cùng với thần kinh, đó là thần kinh giữa, thần kinh giữa ở vùng cánh tay, đó là thần kinh giữa. Cho nên người ta nói thần kinh giữa là thần kinh trung thành nhất với cái động mạch nách và động mạch cánh tay. Chúng ta xem một chút về phân nhánh của cái động mạch nách. Động mạch nách trên đường đi sẽ cho chúng ta các nhánh như sau. Nhất, động mạch ngực trên. Thứ hai, động mạch cùng vai ngực. Thứ nhất, động mạch ngực trên ha. Thứ hai, động mạch cùng vai ngực. Động mạch cùng vai ngực này là một cái động mạch mà nó rất nhỏ thôi, nhưng mà ngay lập tức nó tách ra chúng ta được bốn cái phân nhánh nhỏ, đó là nhánh đòn, nhánh cùng vai, nhánh delta và nhánh ngực, để đi vào các vùng như chúng ta đang thấy: vùng delta, vùng cùng vai, vùng ngực, vùng đòn. Nhánh thứ ba đó là nhánh động mạch vai dưới. Nhánh thứ tư, động mạch ngực ngoài. Nhánh thứ năm, động mạch mụ cánh tay trước. Nhánh thứ sáu, động mạch mụ cánh tay sau. Là như vậy chúng ta có 6 nhánh xuất phát từ động mạch đất, 6 nhánh, chúng ta nhớ tên của nó. Thì như chúng ta thấy ở đây, chúng ta có động mạch mụ cánh tay trước và động mạch mụ cánh tay sau. Hai cái động mạch này nó sẽ đi vòng quanh ở cái vùng cổ phẫu thuật của xương cánh tay, cổ phẫu thuật của xương cánh tay. Và từ đây chúng ta sẽ có được những cái nhánh nối với cái nhánh ở trên vùng vai, nhánh ở dưới vùng xương ở vùng cánh tay, giúp để chúng ta sẽ xác định những cái vùng vòng nối này. Đây là hình ảnh chúng ta nhìn lại được cái động mạch lách mà cho chúng ta nhánh động mạch mụ cánh tay sau nó đi cùng với thần kinh lách, chưa có lộ gì là lộ tứ giác vai tam đầu, đúng không? Tứ giác vai tam đầu đã được tạo bởi chính là từ cơ tròn bé, cơ tròn lớn, đầu dài, cơ tam đầu và đầu ngoài cơ tam đầu. Như vậy ở các động mạch nách này sẽ tạo được nhiều những vòng nối. Thứ nhất, tạo thành vòng nối ở quanh vai, chỉ là nó nối được với động mạch vai trên của động mạch dưới đầu, đúng không? Ở quanh ngực thì chúng ta có cái động mạch ngực trên và động mạch nách, thì nó được nối với động mạch ngực trong, cục nhánh của động mạch dưới đó. Ở vùng cánh tay thì từ phía dưới vùng cánh tay đi, chúng ta có cái nhánh động mạch cánh tay sâu đi lên để đối với động mạch mũ, ha, các nhánh động mạch mũ. Chính vì chúng ta có rất nhiều những vòng nối từ động mạch nách với các nhánh lân cận, cho nên chúng ta cũng sẽ lưu ý ở đây, trong những trường hợp khi chúng ta cần phải thắt động mạch để cầm máu thì chúng ta nên thắt cái động mạch nách ở cái đoạn ngay nằm giữa cái động mạch vai dưới và động mạch mũ, thì chúng ta không bao giờ thắt được, ha, nhớ nhé. Thì đó là vị trí rất nguy hiểm, vì lúc đó chúng ta sẽ mất cái được cái vòng nối. Cho nên khi thắt động mạch nách, chúng ta nhớ thắt ngay ở phía trên của cái động mạch vai dưới, thì chỗ đó chúng ta vẫn còn được hình ảnh của các vòng nối, thì nó sẽ cung cấp máu được cho các cơ quan tốt hơn. Như vậy đó là của cái động mạch nách, mạch nách. Và chúng ta đã giải quyết được xong, đó là vùng vùng nách. Vùng đầu tiên chúng ta đã xong, em có thắc mắc gì vùng này không? Em có thắc mắc gì vùng này không? Dạ. Như vậy chúng ta không có thắc mắc gì vùng này, đúng không ạ? Chúng ta sẽ ta tiếp tục vùng tiếp theo. Vùng tiếp theo. Vùng tiếp theo chúng ta có đó là cái vùng cánh tay, đúng không ạ? Đó chính là vùng cánh tay. Ta sẽ tiếp tục, đó chính là vùng cánh tay.
trong cánh tay. Thì vùng cánh tay ở đây chúng ta chính là vùng tiếp nối với vùng nách, đây, nối với vùng nách. Thì vùng cánh tay chúng ta sẽ được chia ra làm hai vùng, được gọi là vùng cánh tay trước và vùng cánh tay sau. Đó, vùng cánh tay trước và vùng cánh tay sau dựa vào cái phần xương cánh tay và những cái vách giang cơ, vách giang cơ nó đi ra từ thân xương, đi ra từ hai bên để nó tạo thành những cái vách giang cơ, chúng ta gọi là vách giang cơ trong và vách giang cơ ngoài. Từ đó chúng ta sẽ có được gọi là vùng cánh tay trước và vùng cánh tay sau. Thì vùng cánh tay này sẽ đi đến cách nếp khuỷu khoảng 3 cm ở phía trên và phía dưới nếp khuỷu khoảng 3 cm để tạo thành chúng ta cấu trúc của cái vùng khuỷu tay. Như vậy vùng khuỷu tay chính là vùng đã nằm phía trên và phía dưới của nếp khuỷu tay khoảng 3 cm. À, 3 cm. Thì như chúng ta biết, cũng giống như những cái vùng khác, những cái chi tiết khác trên cơ thể chúng ta, thì bao phủ bên ngoài bao giờ cũng là những cái tổ chức da, và đi ở dưới da là tổ chức mỡ, các tổ chức mạc. Và đi ở trong tổ chức da và dưới da thì bao giờ cũng có những cái tịch mạch nông, những cái mạch máu nuôi tổ chức da, đúng không ạ? Và các những thần kinh để chi phối về cảm giác cho vùng da, vùng da. Thì ở vùng cánh tay thì chúng ta sẽ lưu ý, chúng ta có một số cái hệ thống tịch mạch nông đi ra ở vùng da, ở vùng cánh tay. Chúng ta có hai cái tịch mạch rất quan trọng, đó là tịch mạch đầu và tịch mạch nền. Tịch mạch đầu và tịch mạch nền. Tịch mạch nền nằm ở phía mặt trong của vùng cánh tay, và tịch mạch đầu nằm ở phía mặt ngoài của vùng cánh tay. Tịch mạch đầu và tịch mạch nền được xem là hai tịch mạch lớn, hai tịch mạch lớn của vùng chi trên. Để cuối cùng hai cái tịch mạch này sẽ được đổ vào trong cái hệ thống tịch mạch trung tâm. Thì đây chúng ta sẽ thấy được đổ vào trong tịch mạch nách và tịch mạch ở dưới đầu, hai tịch mạch dưới đầu. Tịch mạch đầu trên đường đi thì nó sẽ có đi qua một cái rãnh ở vùng ngực, người ta gọi là rãnh delta ngực, đang tạo bởi được cơ delta và vùng ngực, ngực cơ ngực lớn ấy, người ta gọi là rãnh delta ngực. Chúng ta thấy rất là rõ tịch mạch đầu. Còn ở vùng khuỷu tay thì chúng ta đang thấy cái tịch mạch đầu và tịch mạch nền đang nhận được những cái nhánh từ vùng cẳng tay đi lên, người ta gọi đó là nhánh tịch mạch giữa đầu, tịch mạch giữa nền và tịch mạch giữa cẳng tay đi lên. Và chúng ta cũng thấy được hai bên của vùng cẳng tay chúng ta cũng đang có tịch mạch nền và tịch mạch đầu. Và như vậy tịch mạch đầu, tịch mạch nền cùng với giữa đầu, giữa nền và giữa cẳng tay đang tạo thành một hình ảnh gần giống như chữ M, cho nên người ta gọi đó là hệ thống M tịch mạch. M tịch mạch ở vùng khuỷu tay. Và đây cũng chính là nơi chúng ta thường hay dùng để tiêm thuốc cho bệnh nhân đó, tiêm tịch mạch. Vì những tịch mạch này thường to, thẳng và do nó nằm ở dưới tổ chức dưới da cho nên nó không có di động. Nó được cố định chắc chắc, nó không di động, chúng ta chích thuốc dễ. Thì đó là tịch mạch nông. Còn về thần kinh nông thì chút nữa chúng ta sẽ thấy được đó là những cái nhánh thần kinh xuất phát từ những cái nhánh bì, nhánh bì đi ra. Thì chút nữa chúng ta sẽ thấy mô tả sau theo cùng với các hệ thống thần kinh. Đây là chúng ta thấy được phân vùng của cánh tay như chúng ta nói. Vách giang cơ ngoài, vách giang cơ trong cùng với thân xương cánh tay sẽ chia chúng ta được, đó chính là cơ vùng cánh tay trước và cơ vùng cánh tay sau. Thì ở vùng cánh tay trước chúng ta nhớ có 3 cơ. Ở vùng cánh tay sau chúng ta nhớ có 1 cơ thôi. Vùng cánh tay trước với 3 cơ thì được xếp thành 2 lớp. Lớp nông ngoài cùng nhất chính là cơ nhị đầu mà chúng ta đã học. Lớp sâu chúng ta có cơ quả cánh tay và cơ cánh tay. Và cơ vùng cánh tay sau chúng ta có một cơ duy nhất thôi, đó là cơ tam đầu cánh tay. Tam đầu cánh tay. Bây giờ chúng ta mô tả một chút về các cơ này. Cơ nhị đầu chúng ta đã mô tả rồi, chúng ta không nói thêm, đúng không ạ? Đây là lớp nông của cơ vùng cánh tay trước với hai đầu là đầu dài và đầu ngắn, với các vị trí bám chúng ta đã biết. Cơ thứ hai, cơ quả cánh tay, chúng ta cũng đã biết được ở đây. Bám vào một phần 3 trên trong, hoặc một phần 2 trên trong, thân xương cánh tay, đi từ mỏng quả cho tới thân xương cánh tay. Cho nên khi cơ nó co, như chúng ta đã nói, nó sẽ kéo cái tay chúng ta vào trong được, chúng ta khép được cánh tay này. Khép cánh tay. Và đây chính là cơ cánh tay. Cơ cánh tay sẽ tạo chúng ta bám vào một phần 3 dưới của mặt trước thân xương cánh tay. Thân xương cánh tay. Và nó đến bám tận và
Đó chính là ở mỏm vẹt của xương trụ. Bám tận vào mỏm vẹt của xương trụ. Mỏm vẹt của xương trụ. Như vậy, chúng ta thấy rằng các cơ của vùng cánh tay trước đều bám chủ yếu vào các phần ở xương của xương vùng xương vai, xương cánh tay và đến bám tận vào ở xương cẳng tay, đúng không ạ? Đó chính là xương quay và xương trụ. Cho nên các cơ này động tác chính đều là gấp được cẳng tay, đồng thời nó sẽ hơi khép được cánh tay, gấp và khép cánh tay. Cơ của vùng cánh tay trước, ba cơ chúng ta ha, nhớ. Đối với vùng cánh tay sau thì chúng ta cũng đã mô tả, nó có một cơ duy nhất thôi, đó là cơ tam đầu cánh tay. Động tác chính là để duỗi được cánh tay, duỗi cánh tay. Chúng ta đã mô tả trong bài vùng nách tạo thành chúng ta ba cái lỗ ở phía trong là lỗ tam giác vai tam đầu, chúng ta thấy hình tam giác. Ở phía ngoài chúng ta có thấy hình tứ giác, lỗ tứ giác vai tam đầu, có động mạch mụ cánh tay sau và thần kinh kinh nách đi qua. Và chúng ta ở phía dưới có lỗ tam giác vai tam đầu, có động mạch cánh tay sâu và thần kinh quay đi qua, đúng không ạ? Như vậy đó là các thành phần mà chúng ta nói đi ra ở cái vùng tạo bởi được cái cơ ở vùng vai và của vùng chi trên do cái cơ của cánh tay tạo nên. Chúng ta sẽ tiếp tục xem các hệ thống mạch máu và thần kinh đi trong vùng cánh tay như thế nào. Thì như chúng ta thấy đầu tiên đó là động mạch cánh tay. Động mạch cánh tay chính là sự tiếp nối của động mạch nách. Như vậy, chúng ta sẽ lưu ý cái giới hạn. Động mạch cánh tay chính là động mạch nách sau khi được đi qua cái bờ dưới của cơ ngực lớn. Sau khi đi qua được bờ dưới của cơ ngực lớn, thì nó sẽ được đổi tên thành động mạch cánh tay. Và động mạch cánh tay chúng ta có thể lấy, nếu chúng ta đối chiếu ở trên cơ thể của chúng ta thì nó nằm trên một cái đường đi qua từ đỉnh cái hố nách cho tới điểm giữa của cái nếp khuỷu tay. Đó là đường đi của động mạch cánh tay đó. Và chính vì vậy nếu chúng ta dùng tay đặt vào cái điểm giữa của đường nối từ cái đỉnh hố nách cho tới cái nếp khuỷu thì chúng ta sẽ sờ được cái động mạch nó đập. Ta có thể thấy được, vị trí của động mạch nó đập ở đây. Chúng ta có thể dùng tay chúng ta sờ thử xem. Và như vậy trên đường đi, cái động mạch cánh tay này nó có liên quan với một cái cơ của chi trên, đó chính là cơ quả cánh tay. Và vì vậy người ta nói rằng cơ quả cánh tay là cái mốc để chúng ta xác định được động mạch cánh tay. Hay người nói khác đi, cơ quả cánh tay được xem là cơ tùy hành, là cơ dẫn đường đó, để chúng ta tìm động mạch cánh tay. Thì động mạch cánh tay khi đi xuống trong vùng cánh tay thì nằm ở trong một cái ống, chúng ta gọi là ống cánh tay. Nằm trong một cái ống, chúng ta gọi là ống cánh tay. Thì ống cánh tay này nó gồm có ba cái thành. Thứ nhất chúng ta có cái thành sau. Thành sau chúng ta có thể hình dung được, đó chính là cái vách giang cơ trong. Để nó đã chia được cái vùng cánh tay chúng ta làm hai phần, cánh tay trước và cánh tay sau đó. Như vậy thành sau chính là cái vách giang cơ trong. Thành thứ hai chúng ta có cái thành trong. Vậy theo cái thành trong đó sẽ là vùng nào? Bên dùng tay chúng ta sờ được vào mặt trong của vùng cánh tay, đó chính là thành trong, đúng không? Thành trong. Như vậy thành trong chính là tổ chức da, tổ chức dưới da và cái mạc nông. Và chúng ta còn lại thành thứ ba, đó chính là thành trước. Thì thành trước đó chính là thành phần tạo bởi các cơ của vùng cánh tay trước. Và do cái cấu trúc của lớp sâu chúng ta có hai cơ nằm ở một nửa trên và một nửa dưới, cho nên người ta cũng mô tả cái thành trước của cái ống cánh tay được chia làm hai phần, một phần hai trên, một phần hai dưới. Một phần hai trên chính là cơ nhị đầu và cơ quả cánh tay. Một phần hai dưới đó chính là cơ nhị đầu và cơ cánh tay. Như vậy đó chính là cấu trúc của cái ống cánh tay chúng ta nhớ với ba cái thành. Như vậy động mạch nách
đi trong ống cánh tay, và nó được đi cùng với thần kinh gì chúng ta đã nói ạ? Thần kinh gì trung thành nhất với động mạch cánh tay? Đó chính là thần kinh giữa, chúng ta đang nhìn thấy được ở trên, rễ trong và rễ ngoài thần kinh giữa đã được nối lại với nhau để tạo thành thần kinh giữa. Trên đường đi thì động mạch cánh tay cho chúng ta ba nhánh động mạch. Một, đó chính là động mạch cánh tay sâu, đi qua lỗ gì ạ? Đi qua lỗ tam giác cánh tay tam đầu, sau đó đi trong rặng thần kinh quay và tiếp tục đi xuống vùng cánh tay. Thì động mạch cánh tay sâu là động mạch rất quan trọng, nó cung cấp máu cho toàn bộ vùng cánh tay. Trên đường đi nó cho chúng ta hai cái nhánh được gọi là động mạch bên quay và động mạch bên giữa. Chúng ta có thể thấy được trên hình ảnh có hai nhánh của nó, động mạch bên quay và động mạch bên giữa. Nhánh thứ hai của động mạch cánh tay đó là động mạch bên trụ trên. Động mạch bên trụ trên này sẽ được đi cùng với thần kinh trụ, đi cùng với thần kinh trụ, và nó sẽ tiếp tục đi qua trong rặng thần kinh trụ, trong rặng thần kinh trụ ở vùng khuỷu tay. Chúng ta có thể dùng tay, chúng ta sờ vào vùng khuỷu tay ở phía sau, chúng ta sờ được đó. Ở phía trong chúng ta đang sờ được là cái mỏm trên lồi cổ trong, ở phía ngoài là mỏm trên lồi cổ ngoài, đúng không ạ? Và chúng ta sờ được cái mỏm khuỷu để tạo thành hình tam giác đó, ở vùng khuỷu tay. Thì ở giữa cái phần chúng ta đang thấy được cái mỏm trên lồi cổ trong và cái vị trí của mỏm khuỷu đó, chúng ta thấy có một cái rặng, đó chính là rặng thần kinh trụ. Đó chính là rặng thần kinh trụ. Chúng ta thỉnh thoảng đi đụng cạnh tay vào cạnh bài, chúng ta thấy nó tê đó, thì đó chính là đụng vào thần kinh trụ. Và đi qua đó chúng ta đang có động mạch bên trụ trên và thần kinh trụ đó, đi qua rặng thần kinh trụ. Và động mạch bên trụ trên chút nữa đó, chúng ta sẽ thấy nó sẽ được nối với các nhánh đi từ ở dưới vùng cạnh tay đi ngược trở lên, chúng ta gọi là các nhánh quạt ngược, quạt ngược để tạo thành được vòng nối ở vùng khuỷu tay. Nhánh thứ ba chúng ta có động mạch bên trụ dưới. Động mạch bên trụ dưới tương tự, nó cũng sẽ được nối với các nhánh quạt ngược ở dưới vùng cẳng tay, tạo thành được các vòng nối ở vùng khuỷu tay. Như vậy chúng ta sẽ đặc biệt lưu ý, đây là động mạch cánh tay sâu, đây là động mạch chính cung cấp máu cho vùng cánh tay. Và cái động mạch cánh tay khi đi xuống cách nếp khuỷu khoảng 3 cm thì nó sẽ chia chúng ta thành hai nhánh, tạo thành động mạch của vùng cẳng tay, chính là động mạch quay và động mạch trụ. Đây là nhánh động mạch cánh tay sâu đi trong lỗ tam giác vai tam đầu. Lỗ tam giác vai cánh tay tam đầu, lỗ tam giác cánh tay tam đầu. Và tiếp tục đi trong rặng thần kinh quay. Như vậy ở vùng cánh tay thì ở đây chúng ta thấy, để cho liên tục chúng ta nói luôn cái vùng khuỷu khi mà để cho động mạch nó đi xuống ha, đi xuống thì ở vùng khuỷu tay, tức là chúng ta đang nhìn được ở đây, nó gần giống như có một cái vần chữ V này được tạo bởi do cái ba cái nhóm cơ ở vùng cánh tay trước và cơ của vùng cẳng tay trước nó tạo nên. Chúng ta tạm gọi đây là nhóm cơ giữa, chính là cái cơ chỉ đầu đó. Và nhóm cơ ngoài, đây là nhóm ngoài của vùng cẳng tay sau. Và đây là nhóm cơ ở phía trong, thì đây chính là tương ứng, chính là các cơ của vùng cẳng tay trước, lớp nông, cẳng tay trước lớp nông. Thì rõ ràng chúng ta thấy ba cái nhóm cơ này đang giới hạn chúng ta thành một hình chữ V ở vùng khuỷu tay. Người ta gọi đó là rặng nhị đầu, thì gọi là rặng nhị đầu. Như vậy, rặng nhị đầu này gồm có hai cái rặng ở phía trong và phía ngoài. Phía trong và phía ngoài. Thứ nhất là rặng nhị đầu ngoài chúng ta đang nhìn được ở đây. Thì cấu trúc của rặng nhị đầu ngoài này nó gần giống như cũng có ba cái thành, đúng không ạ? Thứ nhất chúng ta nhìn được đây chính là thành ngoài. Như vậy thành ngoài chính là bờ bờ gì đó hả? Thành ngoài đó chính là cái nhóm cơ ngoài mà chúng ta thấy được tạo nên đây, là do nhóm cơ ngoài đó. Và thành trong của nó chính là cái gân cơ của cái toán cơ giữa, đó chính là cơ chỉ đầu. Và còn lại cái thành sau chính là do tổ chức của cơ cánh tay tạo nên thành sau. Thì đi qua cái rặng nhị đầu ngoài này, chúng ta lưu ý có hai cái thành phần quan trọng chúng ta để ý. Một, đó chính là nhánh nông của thần kinh quay.
nhánh đông của thần kinh quay. Và cái thứ hai là động mạch bên quay, là nhánh của động mạch cánh tay xô chúng ta nói. Động mạch bên quay và nhánh đông của thần kinh quay đi trong rãnh dị đầu ngoài. Còn lại cái rãnh dị đầu trong thì tương tự, chúng ta cũng sẽ gồm có ba cái thành, đúng không? Ba cái thành. Trong đó chúng ta có thành trong chính là cái nhóm cơ trong. Cơ trong. Và chúng ta đang có thành ngoài, đó chính là dân cơ dị đầu. Và còn lại cái thạch sau cũng chính là cơ cánh tay. Cơ cánh tay. Thì đi trong rãnh dị đầu trong này, chúng ta đang có đó chính là động mạch cánh tay đang đi cùng với thần kinh giữa để đi xuống ở vùng cẳng tay trước. Chúng ta thử dùng tay sờ vào vùng khuỷu tay ở phía trong. Có phải chúng ta cũng tiếp tục sờ được cái mạch đập của động mạch cánh tay không? Đó chính là ở cái rãnh dị đầu trong, động mạch cánh tay. Đây cũng là nơi mà chúng ta sau này khi chúng ta đo huyết áp cho bệnh nhân, chúng ta thường đặt cái ống nghe vào đây để chúng ta nghe được huyết áp, đúng không ạ? Nghe được cái chỉ số huyết áp, à, chỉ số được huyết áp của chúng ta đo động mạch của vùng cánh tay. Như vậy chúng ta nhắc lại, động mạch cánh tay cùng với thần kinh giữa sau khi đi ở trong ống cánh tay sẽ đi qua cái vùng khuỷu tay ở trong rãnh nhị đầu trong, được tạo bởi từ ba cái toán cơ mà chúng ta gọi. Chúng ta nhớ cấu trúc của ba cái thành này, à, ba cái thành này. Một cái thần kinh thứ hai và có liên quan ở trong cái vùng cánh tay là chúng ta thấy đó là thần kinh cơ bì. Thần kinh cơ bì như chúng ta thấy học trong phần của đám rối cánh tay, thần kinh cơ bì sẽ được xuất phát từ đâu ạ? Xuất phát từ bó ngoài, đúng không ạ? Thần kinh cơ bì xuất phát từ bó ngoài. Thì sau khi nó đi ra từ bó ngoài thì nó sẽ đi xuyên qua một cái cơ, đó là cơ quả cánh tay. Đi xuyên qua cái cơ đó chính là cơ quả cánh tay. Xuyên qua cơ quả cánh tay. Và cái cơ quả cánh tay này được xem là cái cơ để giúp chúng ta xác định được thần kinh cơ bì. Cho nên người ta nói rằng trong các cơ của vùng cánh tay thì cái cơ quả cánh tay là cơ có liên quan mật thiết nhất với thần kinh cơ bì. Thì thần kinh cơ bì sau đó tiếp tục đi vào vùng cánh tay trước, nằm ở giữa hai lớp cơ của vùng cánh tay trước. Chúng ta nhớ, nằm ở giữa hai lớp cơ của vùng cánh tay trước. Và nó sẽ cho chúng ta các nhánh vận động cho các cơ này. Đồng thời, nó sẽ cho chúng ta một cái nhánh, được gọi là nhánh bì cẳng tay ngoài, để chi phối cảm giác cho cái mặt ngoài của vùng cẳng tay. Của vùng cẳng tay. Như vậy, chúng ta nhớ thần kinh cơ bì có hai chức năng. Một, là chức năng vận động cho tất cả các cơ của vùng cánh tay trước. Đó chính là cơ nhị đầu, cơ quả cánh tay và cơ cánh tay. Và cho nhánh thần kinh bì cẳng tay sau để chi phối cảm giác cho mặt đằng sau của vùng bì cẳng tay ngoài, chi phối cho mặt ngoài của vùng cẳng tay. Rồi, như vậy chúng ta đã giải quyết được đó chính là thần kinh cơ bì, đây là thần kinh rất quan trọng, đúng không ạ? Thần kinh quan trọng của vùng cánh tay trước, vận động các cơ vùng cánh tay trước. Đây là đại cho chúng ta thấy khi chúng ta tổn thương ở các nhánh như là cổ 6, cổ 7, cổ 8. À, thì chúng ta đang tổn thương được những cái nhánh thần kinh đi ra từ cái tủy cổ để ra vận động cho các cơ. À, ví dụ như cơ nhị đầu chúng ta thấy tổn thương ở tủy cổ 6 chẳng hạn. À. Như vậy ở cái vùng cánh tay này chúng ta có nói là có thần kinh giữa đi cùng với động mạch cánh tay, đúng không ạ? Thì thần kinh giữa như chúng ta thấy được ở đây chính là đang được hợp bởi chính là từ rễ ngoài và rễ trong của thần kinh giữa, chính là được tạo bởi từ chính là rễ ngoài và rễ trong của thần kinh giữa. Sau đó nó hợp lại tạo thành chính là thần kinh giữa và nó đi cùng với động mạch cánh tay trong vùng cánh tay, đi qua vùng khuỷu thì đi qua rãnh nhị đầu trong, đúng không ạ? Và để đi xuống vùng cẳng tay trước. Thần kinh giữa trên đường đi thì nó không phân nhánh ở vùng cánh tay, chúng ta nhớ nhé, không phân nhánh ở vùng cánh tay. Thần kinh chúng ta cũng đang nhìn được ở vùng cánh tay ở đây, đó là thần kinh trụ. Thần kinh trụ xuất phát từ bó trong và nó cũng đi ở trong vùng ống cánh tay. À, chúng ta nhớ nó cũng đi ở trong vùng ống cánh tay, đi trong vùng ống cánh tay, trong vùng ống cánh tay. Và thần kinh trụ đi trong vùng ống cánh tay thì nó chỉ đến ở 1/3 dưới của vùng cánh tay thôi.
thì lúc đó thần kinh trụ, để có thể đi cùng được với cái động mạch bên trụ trên, thì thần kinh trụ sẽ xuyên qua cái vách giang cơ trong để đi ra phía sau của vách giang cơ trong. Và như vậy nó không còn nằm ở trong ống cánh tay nữa, ở một phần bài dưới, một phần bài dưới. Thì như vậy nó không còn nằm ở trong trong ống cánh tay nữa. Đây là kinh trụ chúng ta nhìn lại. Chúng ta thấy không, một phần ba dưới thì nó chui qua cái vách giang cơ trong và đi ra phía sau của vách giang cơ để đi cùng với động mạch bên trụ trên, đi qua rãnh thần kinh trụ và để đi xuống ở trong vùng cẳng tay. Như vậy ở vùng khuỷu tay thì chúng ta nhớ chúng ta sợ được đó chính là thần kinh trụ. Và sau này đây cũng là một cái chi tiết để chúng ta khi chúng ta thăm khám được bệnh nhân, ở một số bệnh nhân chúng ta thấy ví dụ như bệnh nhân bị bệnh phong thì cái con vi khuẩn nó rất thích cái môi trường thần kinh, cho nên thường nó làm viêm cái tổ chức thần kinh ngoại biên, thì trong đó nó còn gây tổn thương viêm thần kinh trụ ở đây và làm cho thần kinh trụ nó sưng to ra. Chúng ta sờ rất rõ ở rằng thần kinh trụ khi nó sẽ tiếp tục đi xuống vùng cẳng tay, thì chúng ta sẽ được nghiên cứu tiếp trong vùng cẳng tay, đúng không ạ? Ngoài ra chúng ta cũng có ở vùng cánh tay, chúng ta có thấy được có cái thần kinh quay. Thần kinh quay thì sau khi thì chúng ta đã biết xuất phát từ bó sau, đúng không ạ, thì đã chui qua được cái lỗ tam giác cánh tay tam đầu và tiếp tục đi xuống ở vùng cánh tay sau bằng cách đi qua rãnh thần kinh trụ. Thì thần kinh quay sẽ cho chúng ta nhắn vận động cơ tam đầu cánh tay, chúng ta nhớ nhé, thần kinh quay sẽ vận động cho chúng ta cơ tam đầu cánh tay. Và cơ tam đầu như chúng ta biết động tác chính của nó là gì ạ? Động tác chính là giúp chúng ta gấp hay duỗi, duỗi được vùng cẳng tay. Cho nên nếu chúng ta tổn thương thần kinh quay thì chúng ta không duỗi được cẳng tay đâu, và tay chúng ta sẽ tư thế gấp cẳng tay hay gấp cẳng tay. Đồng thời trên đường đi thì thần kinh quay còn cho chúng ta cái nhắn thần kinh bì cẳng tay sau để chi phối cảm giác cho vùng sau của vùng cẳng tay. Như vậy chúng ta nhớ thần kinh bì cẳng tay ngoài là nhắn của thần kinh cơ bì, bì cẳng tay sau là nhắn của thần kinh quay. Thần kinh quay cẳng tay sau. Ngoài ra ở vùng cánh tay chúng ta còn có sự xuất hiện của thần kinh bì cẳng tay trong và thần kinh bì cẳng tay trong, chỉ để chi phối cảm giác cho mặt trong của vùng cánh tay và mặt trong của vùng cẳng tay. Như vậy đó chính là các thần kinh và mạch máu đi ra ở vùng cánh tay. Như vậy về cái vùng cánh tay và khuỷu tay thì chúng ta thấy đơn giản thôi, đúng không ạ? Đơn giản đó là chúng ta thấy là gồm có cái động mạch, đó chính là động mạch cánh tay đi cùng với thần kinh giữa trong ống cánh tay, đúng không ạ? Trong ống cánh tay. Và động mạch cánh tay thì cho chúng ta ba nhánh bên: động mạch cánh tay sâu, động mạch bên trụ trên, động mạch bên trụ dưới. Thần kinh nách là một cái nhánh xuất phát từ bó sau và chui ra vùng vai, sau đó chui qua cái lỗ tứ giác vai tam đầu với động mạch mũ cánh tay sau đi ra vận động cho cơ đền tạm. Thần kinh quay thì lại xuất phát từ bó sau và đi qua lỗ tam giác cánh tay tam đầu, tiếp tục đi xuống rặn thần kinh quay cho nhánh vận động cơ tam đầu cánh tay và nhập thần kinh bì cánh tay sau. Thần kinh trụ xuất phát từ bó trong, đi trong ống cánh tay và đến một phần ba dưới của ống cánh tay thì nó xuyên qua vách giang cơ trong để đi ra sau, đi cùng với động mạch bên trụ trên và đi trong rặn thần kinh trụ. Thần kinh bì cánh tay trong, thần kinh bì cẳng tay trong cũng là nhánh của thần kinh của cái rễ trong, của cái bó trong của đám trong cánh tay, và nó cũng chi phối cho chúng ta được cái cảm giác ở mặt trong của cánh tay và cẳng tay. Thần kinh giữa xuất phát được tạo bởi từ rễ trong và rễ ngoài của thần kinh giữa đi trong ống cánh tay cùng với động mạch cánh tay, và trên đường đi thì không phân nhánh. Như vậy còn lại các thần kinh cơ bì xuất phát từ bó ngoài, đi xuyên qua cơ quả cánh tay, và cơ quả cánh tay như vậy là cái mốc chúng ta gọi là thần kinh quan trọng, có liên hệ liên quan mật thiết với thần kinh cơ bì. Sau đó thần kinh cơ bì đi vào vùng cánh tay trước, nằm ở giữa hai lớp cơ của vùng cánh tay trước, cho nhánh vận động tất cả các cơ của vùng cánh tay và cho nhánh thần kinh bì cẳng tay ngoài.
Như vậy chúng ta đã khảo sát được xong tất cả các thành phần đi ở trong vùng vùng cánh tay và một phần đi qua vùng khuỷu khuỷu tay, đúng không ạ? Khuỷu tay ở mặt trước và ở mặt sau. Chúng ta nhớ đấy, đi qua cái thần kinh tình trụ chúng ta nói. Đấy. Vì chúng ta học về xương, chúng ta sờ vùng khuỷu tay với ba cái mốc xương chúng ta nói đó. Ở vùng khuỷu tay chúng ta sờ được đó, đó là mỏm trên lồi cổ trong, mỏm trên lồi cổ ngoài và cái mỏm khuỷu đó. Thì nếu chúng ta để ý tay chúng ta tư thế gấp thì ba cái mấu xương này đang tạo thành hình tam giác, đúng không? À, nếu chúng ta duỗi ra thì ba cái mấu xương này đang tạo thành một cái đường thẳng. Như vậy đây là một cái mốc rất quan trọng sau này chúng ta giúp chúng ta có thể chẩn đoán được có gãy xương ở vùng khuỷu tay hay không. Nếu ba cái mấu xương này sau khi chúng ta bị chấn thương mà không còn cùng nằm trên một đường thẳng nằm ngang thì nghĩa là một trong các mấu xương này đã bị gãy. Này, đã bị gãy. Như vậy chúng ta đã khảo sát được xong, đó là cái vùng cánh tay khuỷu, được chưa? Cánh tay khuỷu. Đây là tổn thương. Chúng ta nhìn bác này đang ngồi, có phải bác phải nâng kê cái vai vào trong vùng cái tựa ghế không ạ? Tại sao bác phải làm động tác này? Vì nếu bác không làm động tác này thì bác sẽ thấy cái vai chúng ta rất là mỏi, rất là khó chịu. Lý do tại sao ạ? Vì bác này đang tổn thương cơ delta, không làm được động tác nâng vai. Mà cơ delta chính là do thần kinh nách vận động, đúng không ạ? Thần kinh nách vận động. Như vậy trong trường hợp này bác đang bị tổn thương thần kinh nách. Còn đây là dấu hiệu bàn tay cổ cò, bàn tay rụ, bàn tay rơi trong tổn thương thần kinh quay. Sang tới vùng cẳng tay chúng ta tổng hợp lại, chúng ta sẽ thấy được cái dấu hiệu này rõ hơn, nó rõ hơn. Đây là của thần kinh trụ chúng ta nói. Bị cẳng tay trong, bị cẳng tay trong. Như vậy chúng ta đã xong được vùng cánh tay khuỷu